Mẹ gọi này. Cho em đúc với. Của chung mà. Thôi em chỉ cầm cái ấy thôi, em đưa anh đi, không em lại đúc mồm rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Dạo nhìn anh đi kìa. Anh mua bi nuôi lợn, mai kia gạo đập nhá. Ừ. Nam từ 18 đến 60, nữ từ 18 đến 55. Kế hoạch thu. Địa điểm nhà văn hóa cụm 1. Địa điểm nhà văn hóa cụm 2. Cụm 1 là nhà ngoài này, cụm 2 là nhà phía trong gần bệnh viện. Thu cụm 1. Nhạo ơi. Thu Nhạo. Cụm 1 ngày 10 tháng 4. Gạo ăn trộm tiền của anh Vi à? Gạo đây. Bẩn bác. Bẩn vạ. Không cho sờ, không cho sờ bà ơi. Đừng cho sờ tờ tiền. Úi giời ơi. Sờ sao lại còn ngậm nữa. Đã, đã, mới ra đấy. Ăn trộm tiền của anh Vi à? Hẹo ơi. Hẹo. Hẹo ơi. Hẹo đang nhìn anh Bi xem anh Bi có cho không đấy.